Xin chào các bạn nha. Có cái bài rồi. Mấy ngày trước thì mình nói về cách bỏ hợp âm để là sao cho nó hay nha các bạn. Bây giờ để mình làm tiếp thêm một cái bài này nữa ha. Thì cũng sắp Tết rồi, mình cũng dính chút thời gian để mình làm clip để mình chia sẻ lên cho các bạn gần xa, các anh chị em mà trong nước tới ngoài nước mà xa xôi á, để hiểu và chơi đàn cho nó dễ hơn chút xíu, tùy theo cấp độ của mỗi người. Thì mình chơi theo đúng như của mình. Chẳng hạn như bây giờ đi qua cái bài này, mình sẽ nói là về cái trộn hợp âm và cách mình phân phối một cái hợp âm trong một cái bài hát để mình di chuyển hợp âm sao cho nó ok, nó linh hoạt hơn. Thì các bạn nào nếu mà làm được thì mình cứ thử coi sao, biết đâu nó sẽ làm cho cái bài hát của mình nó sẽ thêm phong phú nữa, các bạn. Thì chẳng hạn như là cái bài mà chọn hợp âm á, thì trước đó thì mình cũng có làm một bài rồi, hôm nay mình sẽ ôn lại và đồng thời mình cũng nói thêm về những cái hợp âm mà nào cần thiết, cái hợp âm nào không cần thiết thì mình sẽ bỏ nó qua đó. Chẳng hạn như hôm nay mình sẽ nói tông la nha, tông la thứ nè đó. Rồi bây giờ ví dụ bình thường trong một cái bài hát thì các bạn cứ theo một cái thông lệ, đó là phiên khúc là các bạn sẽ chèo âm lót, rồi vô điệp khúc các bạn sẽ quạt lên âm chặn đó. Đó là cái chung của người chơi đàn. Nhưng mà các bạn chơi lâu đi thì các bạn sẽ sáng tạo ra thôi, thì lúc đó thì cái khuôn nó sẽ không có còn như những gì hồi trước mình học nữa. Rồi các bạn tùy thích thôi, không nhất thiết là phải dày trên đây. Các bạn có thể là từ lót mình lên chặn rồi mình xuống chặn đây luôn. Nhưng có một cái á, là khi mà mình chơi ở cấp độ vừa phải thôi đó, thì mình xài cái hộp âm chặn á, chẳng hạn như la thứ này nè, la thứ chặn ở ngăn năm này nè, xuống đây rê này, rê thứ chặn nè, rồi mình lên mi. Thì ở ngay cái ngưỡng ở ngăn năm này á, thì nó cũng có một cái mi, thì mi 7. Mình không nói mi trưởng nha, mi trưởng dưới đây mình tạm thời mình bỏ qua đi, cái nào nó khó với mình sẽ cho nó qua. Đây mi 7 ngăn năm này các bạn. Thì các bạn nào nếu mà bấm không được cái hợp âm mi 7 này thì mình sẽ từ cái hợp âm chặn này mình ve nó về mi 7 này hoặc mi trưởng này cũng được, không cần phải cố tập đó. Mình miễn sao mà nó có được cái hợp âm nó linh hoạt, nó di chuyển lên xuống thôi đó các bạn ha. Nó vô nè đó. Đó mình chọn xuống đây nè, đó mình đá lên mi lại đây bình thường. Đó là cái mình cải cách trong cái guitar điểm hát này ha. Đừng có gặp khuôn quá nha, khuôn quá không hay đâu. Ví dụ mà các bạn lên son này nè, son lót nè, son này son ba ngón nè đó. Rồi giờ trong ngoài bài hát á, thì nhiều lúc lên son lên tới cái một cái khúc sau đó các bạn lên son này đó đều được. Rồi các bạn nào nếu mà chưa chơi được cái thằng son chặn này thì cứ việc bỏ hợp âm son này đó. Nó có nhiều cái thế son để cho mình lựa chọn, nhưng mà chỉ có duy nhất á, là một có cái này nè, có một cái hợp âm đô trưởng, nó hơi nan giải cho cái người chơi đàn, cái người mà mới và cũng chơi ở cấp độ là vừa phải thôi đó. Thì ở cái phần hợp âm lót này nó có đô trưởng này, mình sẽ tạm gọi thằng đô trưởng này là đô trưởng này gọi là chủ lực luôn đó nha, chủ lực trong cái những cái tông đàn á.
Rồi ở dưới cái ngăn ba các bạn, dưới ngăn ba nó sẽ có một cái hộp đô này, thì đô chữ này nó chụm lại nha. Thì cái hộp đô chụm này nè, nó làm khó khăn cho các người chơi lắm. Thứ nhất, rồi thêm một cái hộp âm đô trưởng nữa, nó sẽ nằm ở cái ngăn 8. Ngăn 8 gần sát ở dưới với cái cần đàn của mình luôn. Thì khi mình di chuyển nó rất là khó, cho nên sao hôm nay các bạn, hôm nay mình sẽ nói là mình sử dụng hộp âm chặn nè. Căn bản giờ mình sẽ tới cái ngăn 5 này thôi, mình sẽ dừng lại. Mình sẽ không dùng cái hàng đô trưởng này. Tại vì á, khi mình chơi nó chưa có ok lắm á, khi mình càng bấm xuống dưới này á, là nó càng đau tay. Nó đau. Mà đau quá mình bấm vô á, nó đâu có kêu đâu, nó vậy nè. Nó tịch 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 tịch. Rồi thêm một cái nữa, thằng đô này nữa nè, đô chụm này nó rất là khó bấm. Trước mắt thì mình sẽ bỏ đi hai thằng đô, đó là thằng đô chụm ở ngăn 3 này và thằng đô ở cái ngay ngăn 8 này. Cái ngưỡng của mình ở đây là thứ này nè, la chặn này mình sẽ đá nó về đô này, mình sẽ xài một thằng đô này thôi trong một bài hát, thì nó sẽ dễ dàng cho mình di chuyển và mình điểm hát nó trọn vẹn hơn. Chứ bây giờ cái này, cái thằng đô này với thằng đô dưới đây các bạn bấm không được, mà các bạn cố bấm nó đâu có kêu. Nó đòi họ phải có thời gian. Khi mình bấm không như vậy nè, nó dễ lắm. Mình bấm không á, mình để vô nó kêu. Nhưng mà khi mà vô rap bài hát á, mình cái ca từ á, mình xử lý không có nổi. Thì mình, khi mình bấm tới đó là nó bị tịch. Nó tịch là cái chắc. Chưa tính tới cái chuyện khi các bạn chuyển lên nó không kêu nữa. Nó dày nè. Nó đủ thứ chuyện hết. Cho nên á là các bạn nên hiểu là cái nào khó quá mình cho nó qua. Miễn sao mình đờn nó cũng đủ vị vậy đó, nhưng mà nó hay là được rồi. Nó rất là nhiều cái để cho mình chơi mà, đúng không? Nhưng mà chỉ có duy nhất thằng pha. Thằng pha trưởng này thì mình không thể nào mình thay thế. Đó, thay thế. Tại vì nếu mà pha trưởng này mình xài thằng pha lót này nè, nó sẽ không có hay đâu. Cho nên những người chơi đàn á, là khó khăn nhất á, là ở cái hộp pha trưởng này. Nếu mà mình vượt qua được cái thằng pha trưởng này là ok. Còn á, mới vô tập đàn mà không vượt qua được thằng pha trưởng này thì coi như là mình phải bỏ cuộc. Mà pha trưởng này á, nhiều người á, khi mình tập á, có thể nó tính bằng á, là 3-4 tháng cho cái hộp pha trưởng này. Còn mình mới tập á, mình bấm không có kêu là chuyện bình thường. Còn nếu mà mình bấm lên một cái kêu liền á, là nó có vấn đề. Thường là không có kêu đâu. Cho nên các bạn, mình khuyên các bạn mới tập đàn, các bạn phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn nó sẽ thành công. Đó các bạn ha. Khi mình nói nhiều các bạn nắm đi, các bạn nắm được cái phương pháp. Cách mình trộn và phân phối. Phân phối hợp âm. Vì khi mình phân phối hợp âm á, xuống một âm chặn mình thu hồi lại. Đó, rồi mới là mình phát xuống rồi mình thu hồi lại. Thì nó sẽ đỡ cho mình đỡ đau tai, mà nó làm cho cái bài hát của mình nó phong phú hơn. Thì mình sẽ thử cho các bạn coi nha. Thì các bạn cố gắng. Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về cùng ngoài ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thương người, còn ta với người ngủ trên cỏ mây. Đừng sao lạc nếm khói sương răng với cỏ quên. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa rừng cùng
đang có những yêu thương. Đó các bạn thấy không? Nó sẽ đưa lên đưa xuống các bạn ha. Nhưng mình làm thêm một bài khác đi. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao xa. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lầu hoa. Đó, cũng là cùng hợp âm đó, cũng là hợp âm đó, nhưng mà mình khác ngăn, nó sẽ hay hơn nhiều. Căn nhà nhỏ có hoa thơm trái hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm đó thắp đèn. Hai đứa chưa bước hẹn lấy một cầu, nhưng đêm thân sân ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhờ biết rằng mình yêu. Đó. Vô vàng cái cách chơi. Khi mình đã triển khai cái này là mình chơi theo một cái được là tự do, chơi theo ngẫu hứng. Đã ngẫu hứng rồi là phải được tự do. Đã tự do rồi đó thì không được ràng buộc. Thế các bạn, như vậy nó mới hay. Các bạn cứ thử từ từ rồi quen dần, các bạn sẽ thấy thích thôi. Và so lại cái phiên bản cũ hồi xưa mình đợi, nó sẽ khác xa nhiều. Còn những anh chị lớn tuổi quá không có chơi được cái này thì thôi, mình vẫn phải trung thành, mình chơi với những là ba ngăn này, ba ngăn đầu nè, hợp âm lót có ba ngăn đầu vậy thôi. Vậy là được rồi, vậy là cũng hay rồi. Còn cái các bạn nào trẻ hơn hay là thích còn sức hơn thì mình sẽ tập với cái phương pháp này thì nó sẽ hay thôi. Cái này là chỉ có các bạn mạnh dạn thôi ha, mạnh dạn các bạn chơi thôi, chứ không có cần phải là suy nghĩ là tới cái chỗ này nè xuống hợp âm này được không, rồi tới cái chỗ này nè xuống hợp âm này được không. Xin thưa là không, có nghĩa là nó rất là bình thường. Là bây giờ các bạn muốn thích, các bạn muốn xuống lúc nào thì các bạn xuống. Và khi các bạn thấy đau tai, khi bạn đang bấm hợp âm nhận đau tai thì các bạn thu hồi từ hợp âm chặn này, các bạn thu hồi nó về lại hợp âm lót, để mình đờn, để cho mình dưỡng sức cho cái ngón tay này, khi mà nó hết đau rồi mình lại di chuyển lên hợp âm chặn tiếp. Nó đó, đơn giản là vậy thôi, chứ nó không có gì đâu gọi là ghê gớm đó các bạn. Còn mấy bạn chơi nguyên một bài hát luôn, các bạn chơi hợp âm chặn không thì hỏi thử hỏi làm sao nó không đau được. Nó đau quá rồi lát bấm đâu có được, mà bấm không được rồi là dừng cuộc chơi thôi. Đó, ngưng đàn. Thì cái người chơi guitar mà quan trọng là hơn thua nhau ở chỗ mình phải cầm được cái cuộc chơi cho đến cuối thôi. Đó các bạn. Xíu bới đợn hợp âm chặn đợn được mấy bài luôn, chơi âm chặn không buông ra cái tay vậy nè, rồi đau quá chịu không nổi. Cái đó là đâu có ai bắt mình phải chơi như vậy đó. Cho nên nó là mình phải phân phối hợp âm sao cho nó hợp lý giữa trên và dưới, giữa lót và chặn, như vậy thì nó là hay. Hay các bạn ha. Rồi ok thôi, cái clip này mình sẽ chia sẻ đến với các bạn là như thế này thôi. Tại cũng gần Tết rồi, cũng lưu vô mình cũng dính chút thời gian ra để mình chia sẻ, chủ yếu là cho các bạn có một cái nhìn cho nó thoáng hơn về cái guitar điểm hát là thực chiến này. Dạ các bạn.